những chia sẻ của đức đạt lai lạc ma giúp mỗi người hiểu vì sao thực hành chính niệm và nuôi dưỡng từ bi tâm tất yếu dẫn đến sự tự tin và lòng nhân ái nơi mỗi người là con người tất cả chúng ta đều có tiềm năng để trở thành người hạnh phúc và tràn đầy từ bi tâm nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể làm tổn hại và mang lại những khổ đau cho người khác Tất cả những xu hướng này tìm ẩn nơi thân tâm mỗi người, hững chia sẻ của Đức Đạt Lai Lạc Ma giúp mỗi người hiểu vì sao thực hành chính niệm và nuôi dưỡng từ bi tâm tất yếu dẫn đến sự tự tin và lòng nhân ái nơi mỗi người. Nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, thì điều quan trọng là hãy biết nuôi dưỡng những mầm thiện và năng lực lợi lạc nơi mỗi người, nỗ lực giảm thiểu những xu hướng xấu ác. Làm những việc xấu ác, chẳng hạn như ăn cắp và nói dối, đôi khi có vẻ mang lại sự hài lòng trước mắt nhưng về lâu dài, chúng sẽ gây nên những khổ đau không cùng. Các việc thiện, xuất phát từ tâm chân thành luôn mang lại cho chúng ta sức mạnh nội tâm. Khi ấy, chúng ta tự tin hơn, bớt lo âu và dễ mở lòng biết quan tâm tới lợi lạc của tha nhân dù cho có những khác biệt về tôn giáo, văn hóa hay bất kỳ rào cản nào. Biết hướng nội tâm, quan sát. Nuôi dưỡng những mầm thiện và tránh xa những thứ xấu ác tiềm ẩn trong thân tâm ta là rất quan trọng bạn cần trau dồi năng lực nội tâm, biết quan sát, phân tích một cách cẩn trọng và kỹ càng. Tôi gọi đây là thúc đẩy giá trị con người. Tâm nguyện của tôi là làm thế nào để chúng ta có sự hiểu biết về giá trị con người một cách sâu sắc hơn. Những giá trị như từ bi tâm, lòng nhân ái và kỷ luật là không thể thiếu nếu bạn mong muốn có niềm hạnh phúc đích thực được dù cho bạn có theo tôn giáo nào, có đức tin gì chúng ta cần từ bi tâm và lòng nhân ái không chỉ để tồn tại mà đây là nguồn cội của những thành công trong đời sống từ bi tâm và lòng nhân ái là nền tảng cho sự thành công của chúng ta trong đời này và những tăng trưởng trên đạo lộ tâm linh và cao hơn là đạt tới toàn giác do vậy từ bi tâm không phải chỉ là tâm nguyện khi khởi đầu mà cần luôn được nuôi dưỡng phát triển trong mọi nơi mọi lúc không bị giới hạn ở bất kỳ thời gian địa điểm hay giới hạn chỉ trong cộng đồng tâm linh Phật giáo hay bất kỳ tôn giáo nào, là con người, chúng ta cần từ bi tâm và lòng nhân ái để tồn tại trên cõi đời này. Sự ích kỷ tự lợi không chỉ làm tổn hại người, mà còn ngăn cản chính hạnh phúc bản thân chúng ta. Vậy thì đã đến lúc mỗi người chúng ta cần biết suy nghĩ một cách khôn ngoan hơn, quý vị có nghĩ vậy không? Tôi tin tưởng như vậy. Khai triển từ bi tâm. Trước khi có thể phát khởi từ bi tâm và lòng bi mẫn, chúng ta cần biết những phẩm chất đó là gì nói một cách đơn giản từ bi và lòng bi mẫn có thể được hiểu là những dòng tâm thiện những cảm xúc làm khởi sinh niềm hy vọng can đảm quyết tâm và sức mạnh nội tâm trong truyền thống phật giáo từ bi có hai phương diện mong cho chúng sinh thoát khổ và mong cho chúng sinh được hạnh phúc đích thực vậy làm thế nào để tăng trưởng từ bi tâm và lòng bi mẫn nơi mỗi người nói cách khác có những phương tiện nào để tăng trưởng những phẩm chất này và giảm bớt sự sân giận, hận thù và ghen tị? Chắc chắn có. Dù nhiều người không hoàn toàn đồng ý câu trả lời của tôi cho điều này nhưng dứt khoát là có. Dù bạn không đồng ý với tôi ngay lúc này thì cũng hãy để mở khả năng phát triển như vậy cho bản thân. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một số thử nghiệm, sẽ thấy một số câu trả lời có thể sắp xếp các loại hạnh phúc và đau khổ thành hai mức độ tâm thức và thân thể hạnh phúc hay khổ đau về tâm có ảnh hưởng to lớn hơn nhiều trừ khi chúng ta bị mắc căn bệnh hiểm nghèo hoặc quá thiếu thốn các nhu cầu cơ bản tình trạng của thân hầu như đóng một vai trò thứ yếu trong cuộc sống nếu thân chúng ta thoải mái chúng ta hầu như không để tâm tới tuy nhiên dòng tâm thức ghi lại mọi sự kiện dù vụn vặt đến mức nào do đó chúng ta nên dành những nỗ lực nghiêm túc nhất của mình để mang lại niềm an bình cho nội tâm thay vì những thú vui của thân xác có thể chuyển hóa được các dòng tâm từ kinh nghiệm còn hạn hẹp của riêng mình tôi tin rằng thông qua rèn luyện tâm liên tục chúng ta thực sự có thể nuôi dưỡng sự an bình và niềm an lạc thái độ tích cực của chúng ta các suy nghĩ và tri kiến có thể được tăng cường và có thể giảm được các phóng chiếu tiêu cực mỗi khoảnh khắc của ý thức phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và khi chúng ta thay đổi những yếu tố bên ngoài đó tâm chúng ta cũng thay đổi đây là một sự thật đơn giản về bản chất của tâm ban trải từ bi tâm tới tha nhân những khổ đau của ta sẽ bị tận diệt thứ mà ta gọi là tâm rất đặc biệt đôi khi tâm rất bướng bỉnh và luôn kình chống sự thay đổi tuy nhiên với những nỗ lực không ngừng nghỉ và với niềm tin dựa trên sự suy tư sâu sắc ta phát hiện ra bản chất tâm là sinh động, linh hoạt và có thể được chuyển hóa thông qua rèn luyện. Chỉ ngồi cầu nguyện thôi sẽ không biến đổi được tâm chúng ta, mỗi người cần có sự suy tư sâu sắc và những kinh nghiệm của riêng mình. Bạn sẽ không dễ dàng chuyển hóa tâm của bạn qua một đêm, thói quen cũ, đặc biệt là những thói quen tinh thần, luôn có xu hướng chống lại các giải pháp vội vàng. Nhưng với nỗ lực qua thời gian và những suy tư sâu sắc, bạn chắc chắn sẽ chuyển hóa tâm thức mình để có cơ sở vững chãi cho rèn luyện tâm, chúng ta cũng cần thấu hiểu rằng chừng nào ta còn tồn tại trên thế giới này, ta không nên mong chờ những khó khăn chướng ngại sẽ ngay lập tức được tận trừ. Nếu những thách thức đến mà ta bi quan, mất phương hướng thì thách thức càng lớn áp. Nếu ta luôn ghi nhớ rằng không chỉ riêng mình ta mà rất nhiều người khác đều đang phải trải qua những khổ đau không cùng, ta sẽ mạnh mẽ hơn, đỡ cô độc hơn, quyết tâm hơn và tự tin hơn vượt qua những khổ đau, chướng ngại khi biết hướng tâm tới những khổ đau của người khác lòng bi mẫn trong ta nảy sinh khổ đau của ta cũng sẽ dễ dàng giảm thiểu như thế trước mỗi thử thách là cơ hội quý giá cho ta nuôi dưỡng rộng mở lòng từ trước mỗi hoàn cảnh mới lòng từ của ta ngày một nảy nở hơn ta chân thành hướng tâm tới nỗi khổ đau của thai nhân và mong nguyện giúp họ vượt thoát khổ đau cũng to lớn và vững chãi hơn kết quả là sức mạnh nội tâm sự buông xả nơi thân tâm ngày một vững chãi hơn làm thế nào để nuôi dưỡng từ bi tâm ích kỷ ngăn cản chúng ta hướng tâm tới mọi người tất nhiên ai cũng ít nhiều còn bị ảnh hưởng như thế để có hạnh phúc chúng ta cần một nội tâm an bình và trạng thái thái cần phải được nuôi dưỡng bằng từ bi tâm làm thế nào chúng ta có thể nuôi dưỡng từ bi tâm rõ ràng việc chúng ta chỉ đơn giản tin rằng lòng bi mẫn là quan trọng và suy nghĩ về sự tốt đẹp nơi những phẩm chất này là không đủ chúng ta cần nhiều nỗ lực để nuôi dưỡng điểm quan trọng là dùng ngay các trải nghiệm hàng ngày của bản thân để chuyển hóa lối suy nghĩ và tập tính của mình trước hết cần minh định rõ các phương diện của từ bi tâm bởi nhiều phương diện của từ bi thường bị lẫn lộn với tâm tham muốn và chấp trước ví dụ tình yêu thương mà cha mẹ dành con cái thường gắn liền với nhu cầu tình cảm của riêng họ vì vậy đó không phải là từ bi thật nghĩa thông thường khi chúng ta quan tâm đến một người bạn thân chúng ta gọi đây là lòng từ bi nhưng sự quan tâm thường gắn với tham ái với mong muốn này kia ngay cả trong hôn nhân tình cảm chồng vợ đặc biệt là lúc ban đầu khi mỗi người có thể chưa biết rõ tính cách sâu sắc của người khác phụ thuộc vào những chấp trước và luyến ái hơn tình yêu thương đích thực hôn nhân chỉ kéo dài một thời gian ngắn vì họ thiếu lòng bi mẫn chúng được tạo ra bởi sự bám chấp về tình cảm dựa trên những dự đoán và kỳ vọng và ngay khi các dự đoán ban đầu không như ý sự gắn bó lập tức không còn mong muốn của chúng ta có thể mạnh mẽ đến mức ta xem người mà gắn bó dường như hoàn hảo trong khi trên thực tế người đó có thể vẫn còn những khiếm khuyết này kia thêm nữa chấp trước làm cho ta phóng đại những năng lực của người bạn đời khi điều này xảy ra nó cho thấy rằng tình yêu thương của chúng ta được thúc đẩy bởi nhu cầu cá nhân hơn là sự quan tâm, sẽ chi đích thực cho người. Từ bi không chấp trước là hoàn toàn có thể nuôi dưỡng nơi mỗi người. Cần sự minh định giữa từ bi và sự bám chấp. Từ bi tâm đích thực không chỉ là một phản ứng cảm xúc mà là một nguyện lực vững chắc được thiết lập trên những suy tư sâu sắc về bản thân và đời sống. Nhờ nền tảng vững chắc này, sự bi tâm với tha nhân vẫn mãi ban trải và tăng trưởng dù cho đối phương có hành xử tốt hay xấu với bản thân mình lòng bi mẫn thực sự không dựa trên dự đoán và kỳ vọng cá nhân mà dựa theo nhu cầu của mọi người bất kể ai là thân hay thù đều không có khác biệt bởi một sự thật họ đều mong muốn có được hạnh phúc sự an bình vượt qua khổ đau dựa trên suy tư sâu sắc này chúng ta hướng tâm làm lợi ích cho con người đây là lòng bi mẫn thực sự phật giáo là sự thực hành vô ngã vị tha nuôi dưỡng từ bi tâm vô điều kiện mang lại hạnh phúc niềm an lạc cho tha nhân cho chúng sinh khắp vô tân tất nhiên phát triển tâm từ bi vô điều kiện cần nhiều nỗ lực cũng không hề dễ cho dù người có thân thể đẹp đẽ hay không thân thiện hay hiểm ác điểm trên hết ta cần biết họ cũng là con người không khác ta cũng giống như chính bản thân ta họ mong muốn được một đời sống hạnh phúc chẳng ai muốn đau khổ cả. Hơn nữa, họ cũng bình đẳng với ta về quyền được vượt thoát đau khổ và có hạnh phúc. Như thế bạn nhận thức được rằng tất cả chúng sinh đều như nhau, đều mong muốn hạnh phúc và đều có quyền được ân hưởng hạnh phúc, sự đồng cảm và chân thành trong bạn sẽ hiện khởi. Rèn luyện một tâm thức như vậy, bạn phát triển năng lực đảm nhận sống có trách nhiệm với mọi người, bạn thực sự mong muốn giúp họ tích cực khắc phục những khó khăn trong đời sống mong muốn này không có tính phân biệt mà ban trải đều như nhau tới tất thảy chúng sinh chừng nào mọi người còn trải nghiệm niềm vui và những nỗi khổ đau giống như bạn thì thật không hợp lý chút nào để khởi tâm phân biệt người này với người kia một số người đặc biệt là những người cho rằng mình là rất thực tế đôi khi quá thực tế và bị ám ảnh bởi chúng họ có thể nghĩ ý tưởng mong muốn hạnh phúc của tất cả chúng sinh mong muốn điều tốt lành nhất tới với mọi người là không thực tế và quá lý tưởng một ý tưởng phi thực tế như vậy không thể đóng góp gì cho việc chuyển hóa tâm thức hoặc đạt được một loại kỷ luật tâm thần nào bởi vì hoàn toàn không thể thực hiện được tất cả chúng ta đều chia sẻ một nhu cầu giống nhau về tình yêu thương và trên nền tảng của tính tương đồng này có thể cảm thấy rằng bất cứ ai chúng ta gặp trong bất cứ hoàn cảnh nào đều là bằng hữu trong suy nghĩ cho rằng cần khép kín một số đối tượng mà mình chỉ nên tương tác nhiều người cho cho rằng đơn giản là không cần hướng tâm đến tất thảy chúng sinh vì chúng sinh là vô hạn họ có thể cảm nhận được những liên hệ với một số người trong cuộc đời này nhưng lại thấy rằng hàng hà sa số chúng sinh trong vũ trụ không liên quan gì đến trải nghiệm của cá nhân mình họ có thể đặt câu hỏi cố gắng dung chứa vô số chúng sinh khi nỗ lực rèn luyện tâm có ý nghĩa gì ở phạm vi của người thực hành nuôi dưỡng từ bi tâm có một kinh nghiệm nhỏ cho những ai mới bước vào ngưỡng cửa thực hành. Ở ngưỡng ban đầu, nên suy tư về những khổ đau lan tràn khắp các cõi luân hồi và nên hướng tâm tới những mong nguyện có được hạnh phúc, bình an ở tất cả mọi người, như thế sẽ dễ dàng mở rộng lòng hướng tới chúng sinh mà không bị bám chấp vào một đối tượng cụ thể. Với những người sơ cơ nếu chỉ chăm chăm cầu nguyện, hướng tâm tới một đối tượng cụ thể sẽ rất dễ bị những tâm tham luyến, ái chấp chi phối với sự kiên nhẫn và những nỗ lực không dừng nghỉ, ta chắc chắn sẽ lan tỏa được từ bi tâm ngày một rộng lớn hơn. Tất nhiên những ngã mạn nơi tâm ta, niềm tin kiên cố vào cái tôi bất biến làm ngăn cản sự nuôi dưỡng từ bi tâm. Thật vậy, chỉ khi nào sự bám chấp bản ngã như thế được tận trừ thì lòng bi mẫn mới thực sự được lan tỏa và mở rộng. Nhưng không có nghĩa là chúng ta phải đợi chờ khi ấy thì mới bắt đầu nuôi dưỡng từ bi tâm vì lòng từ bi và trái tim nhân hậu được phát triển thông qua sự nỗ lực không ngừng và tỉnh thức do đó điều quan trọng là chúng ta phải sống một cuộc đời luôn trong chính niệm và tỉnh thức khi ta biết chính niệm trong mọi nơi mọi lúc ta có thể dễ dàng nhận biết được những thuận lợi để tăng trưởng phẩm chất nhân từ của chính chúng ta hay những nghịch cảnh đang hạn chế từ bi tâm và lòng nhân ái từ bi tâm toàn cầu tôi tin rằng ở mọi cấp độ của xã hội như gia đình quốc gia và rộng hơn là quốc tế chìa khóa cho một thế giới phát triển và an bình hơn là sự lan tỏa của từ bi tâm chúng ta không nhất thiết phải có tôn giáo cũng không cần phải tin vào một ý thức hệ cụ thể nào đó điều cần thiết là mỗi chúng ta phát triển các nhân cách cao đẹp nơi chính thân tâm mình tôi tin tưởng rằng mỗi cá nhân nếu biết nuôi dưỡng niềm an lạc nơi thân tâm mình sẽ có thể đóng góp một cách sâu sắc và hữu hiệu tới toàn bộ cộng đồng nhân loại rộng lớn là con người tất cả chúng ta đều chia sẻ một nhu cầu giống nhau về lòng nhân ái từ bi tâm và trên nền tảng của sự tương đồng này chúng ta có thể cảm nhận được rằng bất cứ ai chúng ta gặp trong bất cứ hoàn cảnh nào đều là những con người đáng tôn trọng bất kể chúng ta có khuôn mặt thế nào trang phục hay hành xử khác nhau ra sao thì không có sự khác biệt đáng kể giữa người với người thật dại dột khi ông khư khư định kiến về sự khác biệt bên ngoài bởi vì bản chất tự nhiên của con người chúng ta là như nhau lợi ích của việc vượt qua những khác biệt bề ngoài như vậy trở nên rõ ràng khi chúng ta nhìn vào hiện thực trên toàn cầu ngày nay nhân loại là một và hành tinh nhỏ bé này là ngôi nhà chung duy nhất của chúng ta nếu chúng ta biết cùng chung tay bảo vệ ngôi nhà mỗi chúng ta sẽ có niềm an vui lòng vị tha và từ bi tâm rộng lớn chỉ có những phẩm chất này này mới có thể loại bỏ những động cơ tự ngã khiến mọi người lừa dối và lạm dụng lẫn nhau nếu bạn có một trái tim chân thành và cởi mở bạn tự nhiên sẽ thấy sự tự trọng và đáng tin cậy và không cần phải lo âu hay sợ hãi bất kỳ ai khác sự cần thiết có một bầu không khí cởi mở và hợp tác ở cấp độ toàn cầu đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong thời đại hiện đại này khi nói đến việc đối phó với các biến động trong lĩnh vực kinh tế chắc chắn không còn ranh giới trong phạm vi gia đình hay thậm chí một quốc gia nữa từ quốc gia này đến quốc gia khác từ lục địa này đến lục địa khác thế giới liên kết ngày một chặt chẽ với nhau hơn mỗi quốc gia phụ thuộc chặt chẽ vào những quốc gia khác khác một quốc gia để phát triển nền kinh tế của chính mình buộc phải cân nhắc nghiêm túc các điều kiện kinh tế của các quốc gia khác trong thực tế cải thiện kinh tế ở các nước khác cuối cùng dẫn đến cải thiện kinh tế trong đất nước của chính mình lòng từ bi lòng nhân từ lòng vị tha và tình bằng hữu và tình cảm nhân loại là chìa khóa không chỉ cho sự phát triển của nhân loại mà còn là sự tồn vong của cả hành tinh nếu xét những sự kiện này trên khắp thế giới hiện đại chúng ta đang cần một cuộc cách mạng toàn diện về tư duy và thói quen cũ mỗi ngày càng cho thấy rõ ràng hơn rằng một hệ thống kinh tế khả thi phải dựa trên ý thức thực sự về trách nhiệm toàn cầu nói cách khác những gì chúng ta cần là một cam kết thực sự với các nguyên tắc của tình bằng hữu và sự tôn trọng lẫn nhau điều này rất rõ ràng phải không đây không chỉ là một lý tưởng thánh thiện đạo đức hay thuộc về tôn giáo mà đúng hơn là thực tế liên quan tới tồn vong và phát triển của toàn thể nhân loại nếu bạn hướng tâm tới nhiều lĩnh vực hơn bạn sẽ thấy điều hiển nhiên rằng chúng ta cần lòng từ bi và lòng vị tha rộng lớn hơn ở khắp mọi nơi giá trị quan trọng của điều này ta thấy bằng cách quan sát tình trạng hiện tại các lĩnh vực trên thế giới cho dù trong các lĩnh vực kinh tế hiện đại hay chăm sóc sức khỏe hay trong các tình huống chính trị và quân sự bên cạnh vô số các cuộc khủng hoảng xã hội và chính trị thế giới cũng đang phải đối mặt với một chu kỳ thiên tai gia tăng chưa từng có năm này qua năm khác chúng ta đã chứng kiến sự dịch chuyển cực đoan các các kiểu khí hậu toàn cầu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng lượng mưa quá mức ở một số quốc gia đã gây ngập lụt nghiêm trọng thiếu mưa ở các quốc gia khác đã dẫn đến nạn hạn hán may mắn thay mối quan tâm về sinh thái và môi trường đang tăng lên nhanh chóng ở khắp mọi nơi chúng ta đang bắt đầu hiểu rõ giá trị của vấn đề bảo vệ môi trường một vấn đề liên quan trực tiếp tới sự tồn tại của chúng ta trên hành tinh này là con người chúng ta cũng phải biết tôn trọng các thành viên trong gia đình nhân loại của mình hàng xóm bạn bè người thân v v lòng từ bi lòng nhân từ lòng vị tha và cảm giác về sự trân trọng thân thuộc là chìa khóa không chỉ cho sự phát triển của con người mà còn là sự sống còn của nhân loại sự thành công hay thất bại của nhân loại trong tương lai phụ thuộc chủ yếu vào ý chí và quyết tâm của thế hệ hiện tại nếu bản thân chúng ta không sử dụng các ý chí và tri thức của mình không có ai khác có thể đảm bảo tương lai của chúng ta và của thế hệ kế tiếp sẽ là an bình phát triển đây là một thực tế chẳng ai sáng tạo ra trước được chúng ta không thể đơn giản đổ lỗi tất cả cho các chính khách hay những người được cho là phải chịu trách nhiệm trực tiếp gây nên các khủng hoảng chúng ta trước hết cũng phải chịu trách nhiệm với cá nhân mình chỉ khi mỗi cá nhân biết chấp nhận trách nhiệm riêng mình thì người đó mới bắt đầu có sáng kiến chỉ phàn nàn và chỉ trích thôi không đủ một sự thay đổi đích thực trước tiên phải đến từ nội tâm mỗi cá nhân khi ấy cá nhân đó có thể cố gắng đóng góp đáng kể cho nhân loại lòng vị tha không chỉ đơn thuần là một lý tưởng tôn giáo nó là một giá trị một phẩm chất không thể thiếu của toàn thể nhân loại